Chào các bạn, hôm nay Blog 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn quét nội dung comment ở trên bài viết hay là trên một fanpage, group, profile bằng phần mềm Blog. Việc đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, click vào trong tab đăng nhập Facebook. Tại đây thì các bạn thêm tài khoản Facebook của mình đăng nhập vào trong phần mềm để có thể sử dụng các tính năng ở trong phần mềm. Có 3 cách để các bạn có thể đăng nhập. Cách đầu tiên, các bạn có thể nhập email hoặc số điện thoại và mật khẩu vào trong ngôi trồng email hoặc số điện thoại mật khẩu, nhấn chọn đăng nhập để có thể thêm tài khoản và đăng nhập thành công vào trong Plus. Cách thứ hai, các bạn có thể login bằng cách nhập cookie của tài khoản Facebook vào trong ngôi trồng login. Nếu bạn nào chưa biết cách login, các bạn có thể click vào trong mục hướng dẫn login bằng cookie trên checkpoint để nhận được hướng dẫn chi tiết. Và cách cuối cùng đó là các bạn có thể login bằng cách nhập định dạng user sọc đứng path, sọc đứng cookie, sọc đứng token vào trong ngôi trồng token, hoặc login bằng cách nhập token full quyền của tài khoản Facebook, nhấn chọn login để đăng nhập. Bây giờ thì mình sẽ login vào trong phần mềm bằng cách nhập cookie của tài khoản Facebook. Đây là tài khoản Facebook của mình. Mình sẽ lấy cookie của tài khoản Facebook này. Quay trở lại phần mềm và dán vào trong ngôi trống cookie. Có hai cách để các bạn có thể login bằng cookie. Đó là các bạn có thể click vào trong ngôi Login Chrome để có thể đăng nhập qua trình duyệt Chrome, hoặc là nhấn chọn vào ô Login để login trực tiếp vào trong phần mềm. Sau khi đã login thành công, các bạn vào tab tìm UID, nhấn vào chọn mục quét nội dung comment để quét ra nội dung comment ở trên một bài viết, một fanpage, profile hay là một group. Đây chính là tab quét nội dung comment. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi quét comment ở trong một bài viết hay là quét comment ở trong một page, group hay là một profile. Thì đầu tiên, ở trong mục link bài viết ở đây, các bạn nhập link của bài viết mà các bạn muốn quét và thống kê comment ở trong bài. Ví dụ đây là một bài viết ở trên một fanpage, mình sẽ đi tìm kiếm các comment ở trong bài viết này. Sao chép đường link của bài viết bằng cách click chuột phải vào thời gian đăng bài, chọn sao chép địa chỉ liên kết. Quay trở lại và dán vào mục link bài viết. Các bạn có thể click vào mục thống kê comment trong bài viết hoặc click vào mục tìm 2 để có thể thống kê ra các comment ở trong bài viết này. Đang quét ra các UID đã comment vào trong bài viết. Như vậy là mình đã quét ra được 13.087 comment ở trong bài viết trên, bao gồm UID, tên của các tài khoản Facebook này, thời gian comment và nội dung comment vào trong các bài viết. Các bạn có thể lưu UID này ra ngoài file bằng cách click vào mục lưu UID tìm được ra file, hoặc có thể dùng để quét ra email, số điện thoại để update của các tài khoản Facebook này. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn các bạn thống kê lượt comment ở trên page, group hoặc là profile theo số lượng bài hoặc là theo số lượng bài đăng theo từng ngày. Các bạn có thể nhập link hoặc là ID của page, group, profile muốn thống kê lượt comment vào trong ô ID page, group, profile hoặc link. Ví dụ ở đây mình có một fanpage, mình sẽ sao chép đường link của fanpage này. Quay trở lại phần mềm và dán vào mục ID page, group, profile hoặc link. Đầu tiên các bạn có thể tìm và quét comment ở trên page theo số lượng bài và nhập số lượng bài mà các bạn muốn quét vào trong ô trống bên cạnh. Ví dụ mình sẽ quét 5 bài, nhấn chọn tìm comment trên page theo số lượng bài để quét ra số lượng comment đã comment vào trong 5 bài viết ở trên page. Phần mềm sẽ quét 5 bài viết mới nhất ở trên page để tìm ra những người đã comment vào các bài viết này. Đang tiến hành quét ra các bài viết. Đây chính là số lượng comment ở trên page mà mình đã quét ra được từ 5 bài viết của page. Hoặc cách thứ hai đó là các bạn có thể tìm và quét những comment đã comment vào trong page từ ngày bao nhiêu. Các bạn lựa chọn ngày ở trong mục từ ngày. Ví dụ mình sẽ tìm kiếm những người đã comment vào trong page từ ngày 20 tháng 5. Nhấn chọn tìm comment trên page
từ ngày để có thể loát ra những người đã comment vào các bài viết ở trong page từ ngày 20 tháng 5 đến nay. Phần mềm đã tiến hành quét các bài viết ở trên page để tìm ra những comment đã được comment từ ngày 20 tháng 5. Đây chính là UID, tên và những comment được comment vào trong page trong ngày 20 tháng 5 đến nay. Các bạn có thể theo dõi ngày ở đây. Sau khi đã quét ra được những UID và những người đã comment vào trong các bài post này, thì các bạn có thể lưu danh sách này ra ngoài file bằng cách click vào mục lưu UID tìm được ra file. Hoặc các bạn có thể click để quét ra những email, số điện thoại để public của các tài khoản đã comment này và sử dụng file UID mà các bạn vừa lưu được cho các tính năng khác ở trên phần mềm.